trở lại với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm và vợ Bùi Thị Yến Xuân. Thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm làm lễ cưới với cô dâu Bùi Thị Yến Xuân tại Nha Trang. Lễ cưới diễn ra tại một resort trong khung cảnh riêng tư với chỉ 18 khách mời. Hôm qua ngày 7 tháng 7, thủ môn Đặng Văn Lâm đã tổ chức lễ cưới riêng tư cùng bạn gái 6 năm Bùi Thị Yến Xuân với sự tham gia của gia đình, người thân, bạn bè đôi bên. Những hình ảnh của đám cưới cũng được giữ kín, chỉ lộ ra một vài khoảnh khắc ý nghĩa. Đến sáng 8 tháng 7, cô dâu Yến Xuân có cập nhật đầu tiên liên quan đến đám cưới bí mật. Văn Lâm sinh năm 1993, kém Yến Xuân 2 tuổi, mang hai dòng máu Nga, Việt, có bố là Đặng Văn Sơn, em sinh đôi với nghệ sĩ nhân dân Đặng Văn Hùng nổi tiếng trong ngành múa Việt Nam. Chị họ Văn Lâm là nghệ sĩ ưu tú Đặng Linh Nga. Anh và bạn gái quen nhau năm 2018, hiếm khi công khai trên mạng xã hội. Yến Xuân thường xuyên đến cổ vũ bạn trai trong các trận đấu trong nước và nước ngoài như Thái Lan, Nhật Bản. Cô được gia đình Văn Lâm ủng hộ, từng chung sống cùng họ một thời gian dài ở Nga. Yến Xuân quê ở thành phố Hồ Chí Minh, đang làm huấn luyện viên thể hình cá nhân. Trước khi có thân hình cân đối, cô từng thừa cân. Người đẹp 33 tuổi từng cho biết mong muốn truyền cảm hứng tập luyện cùng lối sống kỷ luật, khoa học tới mọi người. Bà xã Đặng Văn Lâm đăng bức ảnh đóa hoa hồng đỏ rực kèm theo chia sẻ Feels like a sweet dream, tạm dịch, cảm giác như một giấc mơ ngọt ngào. Chia sẻ ngắn ngủi nhưng chan chứa niềm hạnh phúc của cô dâu mới. Trong khi đó, khoảnh khắc Đặng Văn Lâm và Yến Xuân trao nhau lời thề ước sẽ gắn bó trăm năm, cùng chia sẻ niềm vui. Nỗi buồn được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về nhiều sự chú ý. Trong đó, chú rể Văn Lâm bảnh bao nở nụ cười rạng rỡ bên cô dâu xinh đẹp. Trước khoảnh khắc đôi bạn trẻ hẹn ước, bố mẹ của Đặng Văn Lâm cũng đầy cảm xúc. Ông Đặng Văn Sơn, bố của Văn Lâm, vỗ tay cật lực để bày tỏ niềm vui khi con trai trưởng thành và lo ai gia đình riêng. Ông vừa vỗ tay vừa quay sang trò chuyện cùng vợ. Có thể thấy bố mẹ Văn Lâm rất ưng ý cô dâu mới Yến Xuân. Trước đó, bà Zhukova Olga, người mẹ Nga của Văn Lâm cũng đăng ảnh của Yến Xuân lên trang cá nhân, nhiều lần bày tỏ tình cảm với con dâu bằng những bình luận tương tác trên mạng xã hội. Vậy chuyện tình 6 năm kín tiếng của thủ môn Đặng Văn Lâm và người đẹp Yến Xuân đã có một happy ending cũng riêng tư và nhẹ nhàng như phong cách thường thấy của cặp đôi. Trên bãi cát trắng, với cổng hoa nhỏ, Văn Lâm và Yến Xuân đứng cất bánh trước sự chứng kiến của bố mẹ hai bên và một số khách mời là những đồng nghiệp thân thiết. Người dẫn chương trình là bạn thân của Yến Xuân. Chú rể, cô dâu đều hứa cùng nhau chia sẻ niềm vui, ước mơ trong cuộc sống, yêu thương và tôn trọng nhau suốt cuộc đời. Khi bạn trai sang Thái Lan khoác áo Muangthong United 2019-2020 và Nhật Bản chơi cho Cerezo Osaka 2020-2021, cô cũng đồng hành trong một thời gian nhất định rồi lại trở về Việt Nam để lo công việc riêng. Yến Xuân từng sang Nga ở cùng bố mẹ, em trai và em gái Văn Lâm một thời gian dài. Cô được cả gia đình thủ môn tuyển Việt Nam ủng hộ. Ngày 9 tháng 6 năm 2024, Văn Lâm và Yến Xuân kỷ niệm 6 năm yêu nhau. Hơn một tuần sau, thủ môn 31 tuổi cầu hôn bạn gái. Văn Lâm là thủ môn hàng đầu của bóng đá Việt Nam 8 năm qua. Anh bắt chính từ năm 2018 cùng đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018 vào tứ kết ASEAN Cup 2019 và vòng loại 3 World Cup 2022. Đến cuối năm 2023, Văn Lâm mới thực sự phải cạnh tranh vị trí trong khung gỗ sau khi đồng nghiệp Philip Nguyễn từ châu Âu về nước thi đấu, rồi có quốc tịch Việt Nam và lên tuyển. Trước khi thành công, Văn Lâm cũng chật vật một thời gian để tìm chỗ đứng trong bóng đá Việt Nam, dù được đào tạo trẻ ở hai lò danh tiếng của Nga là Spartak Moskva và Dynamo Moskva. Năm 2010, Văn Lâm về Việt Nam gia nhập Hoàng Anh Gia Lai, rồi được cho câu lạc bộ Hoàng Anh Astaper mượn năm 2012. Sau đó, anh trở lại Nga bắt cho hai câu lạc bộ hạng thấp ở Nga là Dasla và Rodina Moskva. Đến năm 2015, Văn Lâm gia nhập Hải Phòng, mất hơn một năm để chiếm suất bắt chính. Năm 2019, Văn Lâm đem về cho Hải Phòng 500.000 đô la Mỹ phí chuyển nhượng khi gia nhập câu lạc bộ Muangthong United. Hai năm sau, anh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi ở G-League 1 trong màu áo Cerezo Osaka. Tháng 8 năm 2022, Văn Lâm trở lại Việt Nam thi đấu cho Bình Định đến nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh để luôn được cập nhật.